hữu khoa thiết kế thời trang đầu vào, và bây giờ thì em lại đạt hữu khoa thiết kế thời trang đầu ra. Em cảm thấy mình rất là may mắn và bất ngờ. Em nghĩ đó là nỗ lực của bản thân em ạ. Và đặc biệt là thiết kế công nghiệp như tụi em á, thì những cái thời gian trải qua cùng nhau trong đồ án đó là những khoảng thời gian đáng quý nhất và đáng nhớ nhất. Kỷ niệm cùng nhau xuống Biên Hòa, Đồng Nai để mà làm ra đồ án gốm, đó là kỷ niệm mà em nghĩ rằng là rất là khó quên. Tại vì trong suốt khoảng một tháng rưỡi đó, tụi em thuê trọ ở dưới Đồng Nai và cùng nhau làm việc với các nghệ nhân lành nghề ở đó để cho ra những sản phẩm gốm đẹp nhất. Tốt nghiệp của K24 á, thì các bạn làm bài gần như là rất là xuất sắc và được hội đồng đánh giá rất là cao. Xã hội họ cũng ghi nhận là trong cái thời gian vừa qua, ngành thiết kế công nghiệp của khoa mỹ thuật và thiết kế Đại học Văn Lang đã có những cái bước tiến triển mới, những sản phẩm tốt nghiệp của các em chỉnh chu hơn, chu toàn hơn, và nó gắn liền được với lại cái nhu cầu thực tiễn cũng như là có thể thương mại hóa được. Trong ngành thời trang của em thì em thấy các bạn khá là hướng nội, kiểu mọi người chỉ tập trung vào những cái lĩnh vực của mình thích, nhìn rõ được là mình muốn gì và nhìn rõ được màu sắc của bản thân mình. Chắc là có thể là nhờ đó nên ngành thời trang của Văn Lang càng ngày càng được nhiều người biết tới, và hiện tại thì em rất là vui và tự hào khi mà giới thiệu mình là sinh viên của ngành thiết kế thời trang Văn Lang đối với mọi người. Các bạn đã đến trường Văn Lang bằng tất cả cái niềm đam mê với ngành nghề. Các bạn đã trải qua 4 năm học ở đây với tất cả sự dũng cảm và cái sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Các bạn làm tất cả những điều mình muốn bằng cái sự cố gắng hết mình trong mỗi một cái dự án học tập của mình. Và các bạn truyền cảm hứng cho nhau. Và cái truyền thống đó thì mình nghĩ là một cái truyền thống rất đáng quý, và nó giúp cho giữ lửa cho cái ngành, giúp truyền cảm hứng ra ngoài xã hội nữa. Mình thì là giáo viên, và bọn mình cố gắng là hỗ trợ cũng như là ủng hộ các bạn trong những cái việc như vậy, để các bạn có thể tiếp tục với cái niềm đam mê của mình. Học được ở Văn Lang cái ngành thiết kế nội thất, em được tiếp xúc với rất là nhiều thầy cô trong khoa cũng như là những cái giáo viên thỉnh giảng. Bản thân em là một người hướng nội nên là khi mà được tiếp xúc với những thầy cô và bạn bè thì em cảm thấy là em sôi nổi hơn, em cống hiến nhiều hơn, em đóng góp nhiều hơn, em nhiệt tình hơn trong tính cách. Hình ảnh đẹp của K24 sẽ giữ mãi trong lòng các thầy cô của ngành thiết kế nội thất. Bài tốt nghiệp các bạn vừa bảo vệ, nó đã cho chúng tôi nhìn nhận về khả năng, về năng lực của các bạn, về tư duy của các bạn, và quan trọng nhất là về sự đam mê với nghề của các bạn rất là tốt đẹp. Vì đây là đại học thứ hai mà em học, cho nên là so với các bạn cùng khóa thì em lớn tuổi hơn rất là nhiều, nên cách làm việc cũng như cách suy nghĩ của mọi người nó tươi trẻ hơn và nó năng động hơn, cho nên em cảm nhận được giống như là mình trẻ lại vậy, nên nó rất là thú vị. Khóa K24 tốt nghiệp năm nay, mặc dù là trải qua sau kỳ đại dịch, nhưng mà các bạn đã cố gắng cùng với giảng viên hướng dẫn của mình hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp. Các bạn có cái tính ứng dụng rất cao trong cái phần mà triển khai các cái đồ án tốt nghiệp của mình. Và đó là một cái tín hiệu mừng, bởi vì nó là một cái sự kết nối tốt giữa một cái môi trường mà đào tạo về học thuật có thể đưa vào cái tính ứng dụng thực tế. Dưới mấy trường của Đại học Văn Lang, bao nhiêu cái công sức, nỗ lực, nước mắt của 4 năm qua cuối cùng cũng được đền đáp bởi cái tấm bằng đại học này. Chương trình kiểm định AUN đã đóng góp một cái phần rất quan trọng cho khoa, cho trường, và đặc biệt là cho cái sự về nghề của các bạn sinh viên, để giúp cho các bạn có thể tự tin ra đời làm việc với lại cái một cái kiến thức chuyên môn mà hội nhập quốc tế. Năm nay khoa mình là khoa các em sinh viên rất là thành công khi tham dự tất cả các cái giải bên ngoài của xã hội. Sinh viên của chúng ta rất năng động, các bạn nỗ lực rất nhiều, và mong rằng các em sẽ ra trường và giữ được
cái tính chất nghề nghiệp. Các em đảm bảo được tố chất của người nghệ sĩ, của những người làm công tác nghệ thuật, của người dân thiết kế và đáp ứng được cái thị trường của xã hội. Thầy mong muốn rằng là đối với các bạn cựu sinh viên thì các bạn cố gắng hãy làm sao để phát triển cái cộng đồng thiết kế của Việt Nam ngày một lớn mạnh hơn, cũng như cộng đồng cựu sinh viên của Văn Lang ngày một sôi nổi hơn, ngày rõ nét hơn. Hãy lưu lại sâu trong trái tim mình, lang thang đi trên sân trường vắng, chặt cánh vương hồng còn vương nơi. Hòa Sắc sẽ mãi mãi, tinh thần của Hòa Sắc luôn luôn tồn tại, phát triển rực rỡ trong khoa mỹ thuật, và hy vọng sẽ gặp được chúng ta cùng nhau trong một cái buổi Hòa Sắc sắp tới. Lúc ta đi với nhau khi tan trường, mới là người bạn thân nhé. Xa rồi bạn đừng quên tôi. Tạm biệt nhé nơi này, bye bye. Khi về rộn ràng khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi, mỗi người mỗi phương trời. Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc. Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững tin trong đời. Lang thang đi trên sân trường vắng, chặt cánh vương hồng tôn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học quân giật chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Để tôi nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Chúc các em tân cử nhân ngành tài chính ngân hàng sẽ nhanh chóng tìm được việc làm theo như mong muốn của các em. Cũng mong rằng các em không chỉ làm được việc ở trong những cơ quan tổ chức nhà nước, ở những doanh nghiệp lớn, mà còn vươn ra các tổ chức doanh nghiệp ở nước ngoài. Điều đó sẽ thể hiện được bản lĩnh của các em trong cuộc sống mới, và cũng thể hiện được cái năng lực chất lượng đào tạo của trường Đại học Văn Lang. Khoảng thời gian học tại trường Đại học Văn Lang thì giây phút nào cũng là thật sự là những giây phút đáng nhớ. Nhưng mà cái ký ức động lại sâu nhất trong em đó là những đêm mà thức tới gần sáng để chạy deadline. Nhưng mà sau những lần như vậy thì em cảm thấy ý chí của bản thân mình cao rất là nhiều. Em rất là tự hào vì là khóa đầu tiên của chương trình đào tạo đặc biệt. Thì em tự hào bởi vì em giống như là một người tiên phong, một người dẫn dắt cho những khóa sau, và được tự do sáng tạo văn hóa của chương trình đào tạo đặc biệt. Khi học ở lớp đào tạo đặc biệt thì em thấy lúc nào cũng vui à. Tại vì lớp sĩ số rất là nhỏ, thì cái lớp của chúng em giống như một gia đình nhỏ vậy đó. Cho nên là đi học lúc nào cũng vui hết. Giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi, không còn trở lại nơi chốn ấy. Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với em đó chính là ngày đầu tiên được về quê vào năm nhất, là khoảng thời gian em trầm tính nhất. Em phải nghĩ cho tương lai của bản thân khi em có thật nhiều áp lực, phải nỗ lực để thành công trước cái tuổi thọ, cái thời gian của ba mẹ đã dành cho mình, phải thành công để báo đáp được ân nghĩa. Thì người em muốn cảm ơn, như là cảm ơn chân thành nhất, đó là bố của em, là người đã chấp nhận để em thay đổi con đường cuộc đời của em như thế này. Con xin gửi đến mẹ lời cảm ơn chân thành nhất. Lúc trước, ban đầu thì mẹ đã không tin tưởng con để mà con theo học ngành này. Nhưng mà sau đó thì mẹ đã nỗ lực rất nhiều để con theo học. Đến bây giờ, con xin cảm ơn. Những ngày mà khó khăn nhất của con thì ba mẹ vẫn luôn ở bên cạnh đồng hành và chia sẻ với con. Gửi lời cảm ơn đến chị gái, người đã tiếp cho em thêm sức mạnh, cho em có được một cơ hội để học tập tại trường.
em muốn cảm ơn những người bạn của em trong lớp khóa K23 ngành thiết kế công nghiệp. Bạn bè lớp của em đã giúp cho em có một khoảng đời sinh viên rất là vui vẻ và hạnh phúc. Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong ngành dạy cho các em về bài học, về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế và giúp em trưởng thành hơn từng ngày. Và nhất là cảm ơn nhà trường đã tạo một môi trường cho em rất là tuyệt vời ở đây trải qua những năm tháng đại học này. Trong nỗi nhớ.